chương 15. Đoạn Môi-se và dân Israel hát ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghi. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và ca tụng của tôi. Ngài trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ôn và cả đạo binh của Ngài. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đó. Những lượng sóng đã vùi họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển ai? Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Mũi Ngài thở hơi ra, nuốt dồn lại. Lượng sóng đổ dựng như một bờ đê, vực sâu đọng lại nơi ruống biển. Quân nghịch rằng, ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp. Hãy chia phân của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ. Ta rút gươm ra, tay ta diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại. Họ bị chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay là các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này, Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Pha-ôn. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Pha-lê-tin. Quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm rối. Mấy mặt anh hùng áp đều kinh hồn. Cả dân Ca-na-an đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng đều bị câm như đá, cho đến nào dân Ngài vượt qua, cho đến dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Chúa là đền thánh mà Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. Vì ngựa của ông, binh xa cùng lính kỳ người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel giữa biển như đi trên đất. Nữ tiên tri Miriam là em gái Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm tiên tri Miriam là em gái Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đoạn Môi-se dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Su-rơ, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước cả. Kế đến đất Ra, nhưng vì nước tại đó đắc uống chẳng được, nên chi chỗ gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ. Người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng pháp độ cho dân sự. Đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm sự họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập. Vì ta là Đức Giê-hô-va muốn chữa bệnh cho ngươi. Đoạn dân sự đến đất, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây chà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Chương 6. Nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đến đồng vắng Shin, nằm về cảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn kề nồi thịt và ăn bánh chán hết, vì hai người dẫn dắt chúng tôi đồng vắng này đang làm cho cả hàng dân đông này đều bị chết đói.
Đức Giê-hô-va bèn phủi xe rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa xuống cho các ngươi. Dân sẽ đi ra, mỗi ngày nào bánh đủ cho ngày nấy, đặng thử dân, coi có đi theo luật ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần góp và sẽ được phần gấp hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se và A-rôn bèn cùng dân Israel rằng: Điều này, các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai-cập. Thắng mà Israel rằng: Điều này, các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai-cập. Tháng mai sẽ thấy sự vinh quang Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta? Môi-se nói: Chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi, rồi sáng mai bánh nhiều vật, vì Ngài đã nghe ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ vào ta đâu, nhưng về Đức Va vậy. Môi-se cùng A-rôn rằng: Hãy cả hội chúng Israel rằng: Các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán các ngươi rồi. Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng nên, thì họ xây mặt về đồng vắng, thấy sự vinh quang của ra trong đám mây. Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta đã nghe lời oán trách của dân Israel. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng: Lối các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là dân. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng: Lối các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy chiều lại có chim cuốc bay lên phục trại quân, đến sáng lại có một lớp sương ở chung quanh đại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bảo nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân rằng: Ấy là bánh mà ta ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời ta đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người và số người trong trại mà góp tên một ô me. Dân Israel bèn làm như vậy. Kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm ô me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: Ai để dư lại chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: Ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự nghe theo lời Môi-se, một để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, sinh mùi hôi hám. Môi-se bằng nổi giận cùng họ: Vậy hằng buổi sớm mai mỗi lượm vừa đủ sức mình ăn, mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ dân sự lượm lương thực hai, mỗi người hai e. Các hội trưởng đến tại cho Môi-se rõ, đáp rằng: Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu chi các ngươi muốn nấu, hễ còn hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền, vật đó chẳng sanh mùi hám và cũng chẳng hóa chút nào. Môi-se bèn nói rằng: Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va và cũng chẳng hóa chút nào. Môi-se bèn nói rằng: Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Các ngươi lượm 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 ngày Sa-bát sẽ chẳng có. Ngày thứ 7, một người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng một rằng: Các ngươi chẳng chỉ giữ điều răn và luật pháp ta cho đến nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày sát. Vậy nên, đến 6 ngày lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7, mỗi người phải ở yên chỗ mình, ai ra khỏi nhà. Thì ngày thứ 7 dân sự nghỉ ngơi. Nhà nên đặt tên lương thực này là ma. Nó giống như hột ngò cắt trắng, mùi như bánh ngọt ba mật ong. Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng. Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng khi các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy một cái bình được một ô me mana để mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền. A-rôn bèn để đó trước sự chứng cớ, hầu lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi Canaan là xứ có người ở.
và Ômê là một phần mười của Ê-phê xứ có người ở. Và Ômê là một phần mười của Ê-phê. Chương 7. Cả hội Israel đi từ đồng vắng Shin, đi từng trạm tùy định Đức Giê-hô-va, đóng Rê-phi-đim. Ở đó có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cả Môi-se mà rằng: hãy chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: sao các kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, oán trách Môi-se mà rằng: sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng con và các bầy súc phải chịu chết khát thế này? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải thế nào cùng dân này, điều họ ném đá tôi? Đức Giê-hô-va đáp cùng rằng: hãy cầm gậy ngươi đã đập dưới sông, dẫn trưởng lão Israel rồi trước mặt dân sự. Ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này là Ma và Meriba, vì có việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va, nói rằng: có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay? Và khi đó dân Amalek đến khiêu cùng Israel tại Rephim. Môi-se bèn nói với Giô-suê rằng: hãy chọn tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Mai ta sẽ đứng nơi đầu nọ cầm gậy của Đức Chúa Trời trong. Giô-suê bèn y như lời Môi-se nói, đối chiến dân Amalek. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nóng. Vả hễ Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy kê cho người ngồi, rồi hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự. Đức Giê-hô-va bán cùng Môi-se rằng: điều này trong sách làm kỷ niệm, hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi, và nói rằng: bởi vì Amalek giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chương 44. Bây giờ hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi, phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta và Giê-su-run mà ta đã chọn, đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu giữa dòng nước. Người này sẽ nói rằng: ta thuộc về Đức Giê-hô-va. Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng: ta thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va
là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta, ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có vần đá nào khác ta không biết đến. Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ. Ai là kẻ tạo một vị thần, đúc một tượng mà không có ích chi? Này, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục. Những thợ đó chẳng qua là loài người. Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên, chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc giăng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, lấy cây lật, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa hấp bánh. Lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt ăn cho no hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà, này ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn gỗ còn thừa lại làm một vị thần, tức là tượng chạm mình, cúi mình trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi vì Ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Người đó ăn cho lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: Trong tay hữu ta, há chẳng phải là đồ giả dối sao? Hỡi Gia-cốp, hỡi Israel, hãy nhớ các điều này, vì ngươi là tôi tớ ta, ta đã gây nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi. Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Hỡi các tầng trời, hãy hát vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã làm hoàn thành. Hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reo la. Hỡi các núi rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát, vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp và sẽ tỏ sự vinh hiển Ngài ra trong Israel. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật. Một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất. Ai ở cùng ta? Ấy chính ta làm trật các điềm của kẻ nói dối, khiến thầy bói nên ngu muội, làm cho kẻ trí tháo lui, biến sự khôn ngoan nó ra dại khờ. Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ Ngài, thiệt hành mưu của sứ giả Ngài, phán về thành Jerusalem rằng: Nó sẽ có người ở, và về các thành của Giu-đa rằng: Nó sẽ được lập lại. Ta sẽ dựng lại các nơi hoang vu của nó, phán cùng vực sâu rằng: Hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông. Phán về Si-ru rằng: Nó là người chăn chiên của ta,
nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng nền ngươi sẽ lại lập.